Và các bạn đây xem, đây nó là một cái hộp gỗ dán nhập khẩu từ Nga, được đóng rất chuẩn. Và bên trong là một thiết bị chỉnh áp, hai cái bơm hoặc có thể là một cái bơm. Và cái khâu cuối cùng quyết định phần cách âm này, nó là một điều tạo nên cái thương hiệu Tela. Nó, các bạn nên nhớ rằng cái cách âm là một cái công đoạn cuối cùng, là một cái bí quyết đặc biệt mà chỉ người mua mới có thể biết được là chúng tôi cách âm bằng cái gì. Đó. Và khi mà cái lắp đã đậy vào, các bạn nên nhớ khi cái lắp đã đậy vào thì hoàn toàn không bao giờ có một chất âm thanh, tức là bạn đo để một cái đồng hồ đo lên đây nó chỉ rơi vào có khoảng 40 decibel. Đó. Tức là cho phép chúng ta để trong phòng nghe âm thanh không ảnh hưởng gì tới công việc và chất âm của bạn. Xin chào. Các bạn đang nhìn đây là một cái hộp để đựng các cái sản phẩm trục cần đĩa than trục tuyến tính, được thiết kế bởi thương hiệu Tela. Đây là một trong những cái hộp được làm bằng gỗ dán dày và nhập khẩu từ Nga về. Các bạn nhìn thấy không? Rất là sắc sảo. Bây giờ bắt đầu quá trình được bắn BU. Được bắn BU. Bạn thấy không? Sản phẩm trong này nó sẽ có trang trí về phần cái bảo quản vận chuyển quốc tế. Đó. Phía trên này sẽ được khắc một cái logo Tena. Hộp này sẽ được để nguyên bản, chỉ sơn phớt qua thôi. Người châu Âu người ta thích, người Mỹ người ta thích đơn giản, gọn nhẹ. Xin chào.